Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng anh lại tin hỏi. Đó có phải một mơ khi hai mình mong về lâu đài. Đó là lời anh ước về tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải feel lonely after midnight.
duyên nhiều tiền cao to một phần hơn anh. Ôi rồi ôi chán luôn, làm sao anh có thể có được người yêu xinh, làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này, chỉ anh mới thấy phút yêu đuôi trong mắt em mơ ngày rất nhiều lần mỗi ngày. Bên em là hạnh phúc sao anh kia không quan tâm, thằng kia mong hứa sẽ chăm lo sẽ đón em mỗi chiều, dù cho biết đó có khó đến mức đêm trong ngóng nhiều ngày rất nhiều ngày, chỉ cần được nắm tay em đến muôn đời. Nhau.
cậu em xin hơn khi lộ em cởi ra. Chính tận mây giờ thính gần tai giờ. Em là món quà mà thời để chiều đại ta. Anh vì anh hai trai. Nếu em muốn đưa vào lộ và nhắm cặp trên cơ, lên show đánh show spotlight. Yeah.
Hãy subscribe.